Một doanh nhân bước ra khỏi phòng khách sạn của mình với một số đá. Anh ta nhìn lên và nhìn xuống hành lang trống cho đến khi phát hiện ra thứ mà anh ta đang tìm kiếm. Một chiếc máy làm đá. Anh ta nhét chìa khóa phòng vào túi và đi xuống hành lang về phía cái máy. Khi đợi máy đổ đầy đá vào xô, anh ấy liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra thứ gì đó. Ở cuối hành lang, có vẻ như ai đó đang thò đầu ra, quan sát anh ta. Nhưng rồi lại đột ngột biến mất. Anh ấy không nghĩ nhiều về điều này. Có lẽ đó chỉ là một đứa trẻ đang đùa nghịch. Xô đá của anh ấy chỉ đầy 1/4. Nhưng chiếc máy cũ kỹ này thực sự rất chậm. Anh ta nhìn xung quanh một lần nữa và thấy cùng một cái đầu đang nhô ra từ góc, nhìn mình. Anh ấy nghĩ đó có thể là một cô bé. Nhưng khi anh ấy liếc mắt để nhìn rõ hơn, cô bé lại biến mất một lần nữa. Máy làm đá cuối cùng cũng đổ đầy xô đá của anh ấy. Anh ta nhặt nó lên và bắt đầu đi về phòng của mình. Nhưng dừng lại, anh quay lại và nhìn xuống hành lang. Cùng một cô bé ở đó đang nhìn anh với một cái nhìn đáng sợ, không chớp mắt. Bé muốn gì à? Người đàn ông hỏi xuống hành lang. Nhưng không có phản hồi từ cô bé. Cô bé chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn anh ấy. Cháu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào chú vậy hả? Đó chính xác là những gì cô bé tiếp tục làm. Anh doanh nhân bắt đầu thấy khó chịu. Tất cả những gì anh ấy muốn làm là thư giãn với đồ uống sau một ngày dài làm việc. Tại sao cô bé này lại muốn phá đám anh? Anh ta bắt đầu đi xuống hành lang về phía cô bé. Chú biết cháu đang định chơi trò gì ở đây? Doanh nhân nói khi đi dọc quanh hành lang theo hướng của cô bé. Khi đi được nửa đường, cô bé lại biến mất. Nhưng anh chàng doanh nhân vẫn tiếp tục đi và nói chuyện với cô bé. Nhưng nếu cháu không ngừng gây rối với chú sẽ... Anh ấy vòng qua góc và chẳng thấy gì cả. Có một hành lang ngắn dẫn đến tủ chứa đồ, nhưng không có cô bé nào. Cô bé bằng cách nào đó đã trượt vào bên trong chiếc tủ. Anh ấy không nghe thấy tiếng cửa, nhưng cô bé không thể ở bất cứ nơi nào khác. Anh ta đặt xô đá xuống sàn và đưa tay về phía tay cầm với một chút lo lắng. Anh ấy cảm thấy bất an vì một lý do nào đó và thậm chí thấy hơi sợ hãi. Nhưng không có gì phải sợ, đó chỉ là một cô bé phải không? Anh ấy nắm lấy tay cầm và mở cửa. Chú đã bắt được cháu. Không có gì trong tủ, chỉ có một vài cây lau nhà, một cái xô và một số dụng cụ vệ sinh. Anh đẩy cái lau nhà sang một bên. Như thể cô bé bằng cách nào đó có thể trốn sau chúng. Nhưng không, không có nơi nào để trốn hoặc cánh cửa bí mật nào. Anh ấy chắc đã tưởng tượng ra toàn bộ mọi việc. Dù sao thì cũng là một ngày dài và một chuyến bay dài trước đó. Anh ấy cần uống rượu. Anh ta cắm chìa khóa phòng của mình vào cửa và rút nó ra. Đèn xanh lục nhấp nháy và ổ khóa mở ra. Anh ta nắm lấy tay cầm để mở cửa khi nhận ra mình đã quên thứ gì đó. Xô đá, lý do khiến anh ta rời khỏi phòng của mình. Anh ấy đi bộ trở lại hành lang và băng qua máy làm... Khoan đã, máy làm đá ở đây đâu rồi? Đây là chỗ chiếc máy làm đó mà. Anh ta chắc chắn hốc tường này là nơi để chiếc máy, nhưng giờ nó đã trống rỗng. Anh ta nhìn xung quanh, nhìn khắp hành lang. Có phải bằng cách nào đó anh ta đã quay nhầm hướng? Anh ta đi đến cuối hành lang và rẽ vào góc, nằm ngay trên sàn trước cửa tủ là thùng đá. Anh ta nhìn xung quanh, vẻ mặt bối rối và nhấc xô đá lên. Trở về phòng, anh đặt chìa khóa phòng vào cửa, ổ khóa nhấp nháy màu đỏ. Anh ta thử lại chìa khóa, một lần nữa nó lại nhấp nháy màu đỏ. Anh ta thử chìa khóa lần thứ ba và cánh cửa mở ra. Anh nhìn lên và thấy một người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt của anh. Anh có cần gì không? Anh doanh nhân bối rối. Anh đang làm gì trong phòng của tôi vậy? Anh ta hỏi. Phòng của anh? Người đàn ông to lớn đáp lại. Ừ, phòng 237. Người đàn ông to lớn có vẻ khó chịu. Anh ta lướt qua người doanh nhân và chỉ qua phía bên kia. Doanh nhân theo hướng ngón tay và thấy rằng anh ta đang chỉ vào một cánh cửa khác. Một cánh cửa có số 237. Anh doanh nhân nhìn vào số cạnh cánh cửa mà anh ta đang cố mở khóa. 239. Anh ta cười trừ vì sai lầm của mình khi người đàn ông to lớn lại lướt qua anh ta và đóng sầm cánh cửa lại. Trở lại phòng của mình, anh doanh nhân cuối cùng cũng có thể ngồi xuống và tự rót cho mình một ly. Anh lấy hai viên đá từ xô, thả chúng vào ly rượu của mình trước khi nhấp một ngụm dài. Anh ấy bật TV lên, nhưng sau khi xem được vài phút, anh ấy thấy rằng mình rất khó tập trung. Dù phim này là gì, nó cũng quá nhanh và anh ấy không thể theo dõi được những gì đã xảy ra. Anh tắt TV và cầm một cuốn sách lên. Có lẽ đọc một ít sẽ giúp anh ấy thư giãn và lấy lại tinh thần. Anh vẫn cảm thấy thực sự kỳ kỳ. Anh ta mở cuốn sách nhưng lại bối rối. Đây có phải là cuốn sách anh mua ở sân bay không?
có vẻ như nó được viết bằng tiếng nước ngoài. Đó chỉ là một mớ ký tự loằng ngoằng. Anh ném cuốn sách lên bàn và ngáp dài. Vẫn chưa muộn, nhưng người ấy cảm thấy thực sự mệt mỏi. Anh đứng dậy, cởi giày và nằm vật ra giường mà không thèm cởi quần áo. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh ta lầm bầm một mình, nửa tỉnh nửa mê, nói về việc anh ta cần trả lại cuốn sách ngoại văn đó khi trở lại sân bay. Họ đã bán cho anh ấy thứ mà anh ấy thậm chí không thể đọc. Anh ta tiếp tục lẩm bẩm về những việc anh ta sẽ làm với người thu ngân đã bán sách cho anh ta một lúc cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt của anh ta mở to. Trời tối, chắc anh ấy đã ngủ được một lúc rồi. Căn phòng cũng lạnh. Anh ta kéo chăn lên. Anh ta kéo chăn lên che, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng mình không thể cử động. Cố gắng hết sức, cơ thể của anh ấy cũng không phản hồi. Không một cơ bắp nào, chỉ có đôi mắt của anh ta dường như hoạt động. Anh ấy hoàn toàn bị tê liệt. Thậm chí anh không thể kêu cứu. Chuyện gì đã xảy ra? Và anh sẽ phải làm gì đây? Anh có bị đột quỵ không? Hay là anh đang chết? Khi tâm trí của anh nghĩ đến tất cả các khả năng khác nhau, anh ta đột nhiên nhìn thấy một cái gì đó. Từ chiếc giường trong căn phòng tối, anh chỉ đủ nhận ra cửa phòng khách sạn của mình. Và anh vô cùng sợ hãi trước những gì đang đi xuyên qua nó. Một sinh vật đã xuất hiện trong cửa, theo đúng nghĩa đen là trong cánh cửa. Như thể nó đang đi xuyên qua lớp gỗ. Người đàn ông sợ chết khiếp khi sinh vật đó đi vào phòng mà quay lại nhìn anh. Anh muốn hét lên, nhưng trong miệng hoàn toàn tê dại. Sinh vật bắt đầu bò về phía anh. Bây giờ anh ấy có thể thấy rằng sinh vật này rất nhỏ, trơn nhẵn và hoàn toàn trắng. Anh ấy cố gắng hết sức mình để di chuyển cơ thể, nhưng không có gì xảy ra. Anh ấy thậm chí không thể thì thầm. Sinh vật trèo lên giường và ngồi xuống ngay ngực anh ta. Anh ấy cầu nguyện rằng mình đang mơ. Tự nhủ mình hay thức dậy nhiều lần khi sinh vật đó nghiêng mặt lại gần anh. Có vẻ như bằng cách nào đó, nó đang nhìn anh ta với cái hốc mắt không có mắt của nó. Nó hơi nghiêng đầu sang một bên. Xin chào, tôi là Thiên sĩ Bob. Và chúng tôi không thể vui hơn khi bạn quyết định đồng hành cùng với chúng tôi khi chúng tôi tìm hiểu về SCP-5172. Một dị thường cực kỳ nguy hiểm được biết đến với cái tên cực kỳ bình thường là máy làm đá ở khách sạn. SCP-5172 là một dị thường chỉ ảnh hưởng đến những khách lưu trú tại các khách sạn nằm ở Bắc Mỹ. Không rõ bằng cách nào đó hoặc nguyên nhân nào khiến những vị khách này bị ảnh hưởng, nhưng họ sẽ bắt đầu nhận thấy một thứ gì đó, một máy làm đá ở hành lang khách sạn nơi họ ở. Bạn có thể nghĩ điều này nghe có vẻ hoàn toàn bình thường. Hầu hết các khách sạn đều có máy làm đá. Nếu bạn nghĩ vậy thì tôi có tin xấu cho bạn, vì có khả năng cao là bạn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi SCP-5172. Máy làm đá thực ra cực kỳ ít thấy ở các khách sạn và có khả năng bạn chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một chiếc máy, hoặc ít nhất không phải là một chiếc máy thật. Hãy để tôi giải thích. Vào những năm 1950, người sáng lập cho khách sạn Holiday Inn, Colonel William, đã có một ý tưởng mà ông nghĩ rằng sẽ làm cho khách sạn của mình trở nên khác biệt và thu hút khách hàng. Đó là cung cấp nhiều quyền lợi và tiện nghi hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, ông đã thực hiện một chính sách mới, trong đó trẻ em sẽ được phép ở miễn phí, điều mà hầu hết các khách sạn đều tính thêm tiền. Các khách sạn vào thời điểm đó cũng có chính sách bắt khách hàng phải trả tiền cho đá, nhưng William đã quyết định thay đổi điều này bằng cách lắp đặt máy làm đá trong khách sạn của mình. Đáng buồn thay, kế hoạch không hiệu quả, chi phí của máy móc không bù đắp được bằng những khách hàng mới, và kế hoạch này đã bị dừng vào giữa những năm 1960. Phần lớn các máy làm đá đã bị loại bỏ, phần còn lại được kéo ra khỏi khách sạn khi chúng bị hư hỏng, bởi chúng không còn giá trị để duy trì. Mặc dù thực tế là chúng chỉ tồn tại trong các khách sạn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng công chúng vẫn có suy nghĩ phổ biến rằng máy làm đá có thể được tìm thấy ở hầu hết các khách sạn. Trong một cuộc thăm dò do tổ chức thực hiện, hơn 80% người trưởng thành tuyên bố có ký ức về việc nhìn thấy một chiếc máy làm đá trong khách sạn. Một con số hoàn toàn bất khả thi. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây lầm tưởng hàng loạt này hoặc tại sao nó tồn tại, nhưng có giả thuyết cho rằng nó có liên quan đến dị thường SCP-5172 theo một cách nào đó. Tổ chức SCP lần đầu tiên biết đến SCP-5172 vào năm 1973 sau một loạt các vụ giết người chưa được giải quyết xảy ra tại các khách sạn ở Winnipeg, Manitoba, Canada. Các thám tử của tổ chức đã sớm phát hiện ra sự phổ biến của các ký ức giả về máy làm đá và lắp đặt một số camera ẩn xung quanh các khách sạn ở cả không gian chung cũng như trong các phòng. Sau khi xem đoạn phim được ghi lại bởi những máy quay này, tổ chức cuối cùng cũng đã có cái nhìn đầu tiên về những gì đã xảy ra trong sự xuất hiện của SCP-5172, thứ được gọi là sự kiện Zamunda. Sự kiện Zamunda được kích hoạt bất cứ khi nào khách nhìn thấy và sử dụng máy làm đá. Thời điểm họ sử dụng máy làm đá, sự kiện không thể dừng lại trừ khi thực hiện một số hành động nhất định. Tôi sẽ nói kỹ hơn ở phần sau. Những người đã sử dụng máy làm đá sẽ ngay lập tức bắt đầu cảm giác rằng họ đang bị theo dõi. Điều này thường xuất hiện dưới dạng một cá nhân không xác định,
Người dường như đang nhìn họ từ cuối hành lang, nơi đặt máy làm đá. Những người khác không thể nhìn thấy người được cho là đang theo dõi cá nhân này. Đồng thời, người theo dõi cũng không xuất hiện trên bất kỳ thiết bị ghi hình nào. Bằng hình ảnh hay âm thanh, các cá nhân đã mô tả những người theo dõi họ rất khác nhau, khiến tổ chức tin rằng tất cả thực sự chỉ là ảo giác. Ngay sau đó, các cá nhân được nhắm mục tiêu sẽ bắt đầu trải qua cảm giác bối rối và mệt mỏi giống với các triệu chứng của chứng mất trí nhớ giai đoạn đầu. Các cá nhân đó quay trở lại phòng khách sạn càng lâu thì những cảm giác này sẽ càng trở nên rõ ràng hơn và họ sẽ sớm gặp vấn đề trong việc thực hiện các công việc thông thường và sẽ bị mất trí nhớ ngắn hạn. Bất chấp những cảm giác mệt mỏi và mất phương hướng này, các mục tiêu báo cáo rằng tâm trí của họ hoạt động rất sôi nổi, khó để vào giấc ngủ ở bất cứ nơi nào khác ngoài giường trong khách sạn. Cảm giác này thường sẽ khiến mục tiêu tìm phòng khách sạn của chính họ. Mặc dù họ có thể khó khăn trong việc tìm kiếm nó do trạng thái rối bời của họ, họ không cần phải ngủ trong phòng riêng của mình để giai đoạn tiếp theo của sự kiện Yamuna được kích hoạt. Ngủ trong bất kỳ phòng khách sạn nào cũng sẽ kích hoạt đến sự kiện. Một khi mục tiêu nằm xuống giường trong phòng khách sạn, họ sẽ ngay lập tức đi vào trạng thái mơ màng và mộng mị, trạng thái mà một người trải qua giữa giấc ngủ hoàn toàn và khi tỉnh táo. Nhiệt độ của phòng cũng sẽ bắt đầu thấp hơn trong khoảng thời gian này cho đến khi đạt khoảng 11 độ C hoặc 51,8 độ F. Sau khoảng 1 giờ, mục tiêu sẽ đi vào trạng thái ngủ sâu. Lúc này SCP-5172-1 cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Thực thể dạng người có kích thước khá nhỏ, chỉ cao 1m2 và nặng chừng 30kg. Tuy nhiên, cánh tay của nó dài gấp đôi người bình thường và đỉnh đầu của nó cũng được mở rộng. Mặc dù những người quan sát có mặt trong phòng không thể nhìn thấy nó, nhưng các camera vẫn có thể ghi lại hình ảnh của sinh vật này. Sau khi đi xuyên qua cửa phòng khách sạn, thực thể 51721 sẽ bắt đầu bò về phía người đang ngủ. Người này sẽ thức dậy và phát hiện ra rằng mình đang ở trong tình trạng bóng đè. Thực thể sẽ leo lên giường và ngồi trên ngực của người đó. Nó sẽ di chuyển khuôn mặt do da rất mịn của mình đến gần mục tiêu trước khi mở miệng, để lộ phần lưỡi và mỏng giống như vòi hoa sen để chui vào hốc mắt của mục tiêu. Người ta đã đưa ra giả thuyết rằng nó có thể đưa ra một loại thuốc gây tê hoặc gây mê trực tiếp vào não để tiếp tục bước vào giai đoạn tiếp theo của sự kiện Yamuna, thu hoạch. Sau đó, ngực của thực thể 51721 mở ra để lộ một cặp dụng cụ. Nó sẽ lấy các dụng cụ ra khỏi lồng ngực và sử dụng chúng để bắt đầu lấy các hình khối 4cm khối trực tiếp từ cơ thể của mục tiêu. Thịt, cơ, nội tạng và thậm chí cả xương đều sẽ được cắt và lấy ra một cách dễ dàng. Sau đó nó sẽ được đặt vào bên trong khoang ngực của nó. Mặc dù nó bắt đầu quá trình cực kỳ chậm, lúc đầu chỉ lấy được 2 khối thịt mỗi phút, nhưng nó sẽ nhanh chóng tăng tốc độ lên tới 50 khối thịt mỗi phút, dẫn đến toàn bộ quá trình thu hoạch thường chỉ kéo dài từ 2 đến 3 giờ. Sau khi thu hoạch xong, sinh vật này sẽ đặt các dụng cụ của mình trở lại bên trong khoang ngực và bò trở lại cửa phòng khách sạn và đi xuyên qua nó một lần nữa. Nhưng nỗi kinh hoàng còn lâu mới kết thúc. SCP-51721 thu thập tất cả các vật chất hữu cơ từ mục tiêu trong quá trình thu hoạch. Tất cả ngoại trừ hệ thần kinh trung ương bao gồm tủy sống, dây thần kinh ngoại vi, võng mạc và não. Những thứ này được để lại trên giường trong phòng khách sạn sau khi 51721 cắt cẩn thận để né chúng ra. Và khía cạnh thực sự kinh hoàng của sự kiện Yamuna là mục tiêu vẫn còn sống tại thời điểm này và sẽ tiếp tục sống thêm vài giờ nữa trong tình trạng đó. Tệ hơn nữa, các báo cáo từ các mục tiêu đã gặp sự kiện Yamuna nhưng bị gián đoạn khi đang trong quá trình thu hoạch mô tả là họ hoàn toàn tỉnh táo trong suốt thời gian đó. Có vẻ như phần lưỡi giống như vòi hoa sen mà 51721 nhét vào mắt của mục tiêu dường như không phải là một chất gây mê. Vì các mục tiêu đã được giải cứu đã báo cáo rằng họ cảm thấy đau đớn tột độ. Thay vào đó, có vẻ như mục đích của lưỡi của thực thể là để đảm bảo rằng nạn nhân vẫn còn tỉnh táo trong toàn bộ quá trình, nhận thức đầy đủ về việc từng khối thịt được lấy ra khỏi cơ thể của họ, nhưng không thể làm gì để dừng việc đó. Như đã đề cập, việc kích hoạt sự kiện Yamuna không phải là một bản án tử hình, nó có thể được dừng lại, mặc dù nhanh hơn nhiều so với con người. Các thực thể SCP-51721 không mạnh và chịu sát thương như con người. Khi nó bắt đầu thu hoạch, thực thể có thể sẽ được nhìn thấy bởi những người khác và có thể sẽ bị tiêu diệt bằng các phương pháp tương tự như ở con người, chẳng hạn như bị súng bắn hoặc bị đâm. Tuy nhiên, chỉ giết thực thể là không đủ. Máy làm đá bị ảnh hưởng phải được di rời khỏi cơ sở để ngăn một cá thể SCP-51721 mới xuất hiện. Sau khi được kích hoạt thông qua việc sử dụng một máy làm đá bị ảnh hưởng, cách duy nhất để ngăn chặn hoàn toàn sự kiện Yamuna là mục tiêu phải rời khách sạn và ngủ tại một nhà riêng. Điều này sẽ ngăn SCP-51721 xuất hiện. Nếu mục tiêu ngủ trên bất kỳ giường nào trong cùng một khách sạn hoặc thậm chí một khách sạn khác, sự kiện sẽ tiếp tục. Các nỗ lực đang được tiến hành để hiểu rõ hơn về các thực thể SCP-51721 bằng cách bắt giữ một mẫu vật sống. Nhưng cho đến nay, mọi nỗ lực đều thất bại. Các thực thể bị bắt có khả năng tạo ra các dụng cụ của chúng và thoát khỏi nơi giam giữ,
trong khi tất cả các nỗ lực trói sinh vật đều dẫn đến việc chúng chết trong vòng vài phút. Khám nghiệm tử thi các cơ thể đã chết cho thấy, giống như chúng ta, chúng có hệ tuần hoàn, mặc dù trái tim của chúng lại nằm ở đầu. Điều này giải thích việc chúng có thể bị giết khi bị bắn hoặc bị đâm, nhưng chúng không có các cơ quan hô hấp và tiêu hóa. Như bạn có thể tưởng tượng, sự tồn tại của SCP-5172 gây ra một vấn đề cho nhân viên của tổ chức và việc đi công tác của họ. Các đặc vụ đã phải ở trong khách sạn thay vì các cơ sở SCP được thông báo tóm tắt về dị thường và được yêu cầu đeo máy theo dõi nhịp tim để có thể được phát hiện khi nhịp tim tăng cao. Điều này có thể liên quan đến sự kiện Zamunia. Mạng xã hội, tin nhắn và các hình thức liên lạc khác từ các thiết bị được kết nối với hệ thống Wi-Fi ở khách sạn luôn được giám sát để tìm bất kỳ tham chiếu nào đến máy làm đá và bất kỳ đề cập nào. Sẽ kích hoạt việc điều động một nhóm quản thúc đến địa điểm để cố gắng xác định và loại bỏ cả máy làm đá và cá nhân bị nhắm mục tiêu khỏi địa điểm. Tất cả các máy làm đá được phát hiện tại các địa điểm được cho là bị ảnh hưởng bởi SCP-5172 được chuyển đến địa điểm 30. Một lưu ý cuối cùng, trong khi SCP-5172 từ lâu đã được cho là một hiện tượng chỉ xảy ra ở Bắc Mỹ, gần đây người ta đã xác định có một máy làm đá bị ảnh hưởng ở Amsterdam, Hà Lan bị ảnh hưởng. Điều kỳ lạ hơn nữa là người Hà Lan dường như không có suy nghĩ về sự phổ biến của máy làm đá ở khách sạn như những người Bắc Mỹ. Vẫn chưa rõ đây là một sự kiện đơn lẻ hay là một dấu hiệu cho thấy sự dị thường phân loại Keter này đang lan rộng đến các địa điểm khác. Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng trong thời gian chờ đợi, ngay cả khi bạn đang ở bên ngoài Bắc Mỹ và muốn có đá để uống, hãy cân nhắc việc trả mức giá cắt cổ trong minibar khách sạn. Nếu không, bạn có thể thấy rằng bạn đang trả giá cho mấy cục đá bằng chính những cục thịt của mình. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-150, ký sinh trùng đánh cắp cơ thể, trong một dị thường khác luôn muốn xâm chiếm cơ thể của bạn. Và hãy đảm bảo rằng bạn hãy đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.